Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, không chỉ là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định sáng tạo theo đường lối đổi mới, mở cửa đất nước, mà còn là người biết sử dụng báo chí để đả phá vào những cái cũ, cái lạc hậu, từng bước thay đổi tư duy đổi mới của đất nước nửa cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Dù rất bận công việc, vì phải cùng Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo thực hiện cương lĩnh đổi mới đất nước, chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Song đồng chí Nguyễn Văn Linh rất quan tâm đến lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói chung và báo chí nói riêng. Bằng loạt bài Những việc cần làm ngay trên báo Nhân dân, ký tên NVL đã như một hồi chuông đánh thẳng vào những tồn tại của cơ chế quan liêu bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà đầu tàu đã được thực hiện thí điểm là thành phố Hồ Chí Minh, nơi đồng chí từng là bí thư thành ủy. Những việc cần làm ngay. Bài báo đầu tiên có 400 chữ, chỉ có nửa năm sau khi bắt đầu đổi mới ở cương vị tổng bí thư. Rồi sau đó nữa là bài báo nổi tiếng 2.400 chữ đăng trên báo Đảng lúc bây giờ. Nguyễn Văn Linh nói đi đôi với làm, nói và làm đấy, đấy chính là biểu hiện cho nhân cách của Nguyễn Văn Linh. Đấy. Ông cổ vũ cái mới, ông đấu tranh và tin cậy ở cái mới sẽ thắng lợi. Ông cũng phê phán gay gắt những cái biểu hiện lệch lạc về lối sống, về động cơ, nhất là sự vô trách nhiệm mà sau này Đảng ta gọi là sự vô cảm đấy. Đấy. Ông gọi là sự im lặng đáng sợ cơ mà. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì tất cả suy đến cùng cũng chỉ vì cuộc sống của người dân thôi. Vì lợi ích của người dân, vì chăm lo đến hạnh phúc của người dân mà Đảng phải làm như vậy, nhất là ở người đứng đầu có trọng trách chèo lái con thuyền cách mạng trong cái thời điểm khó khăn mở đầu đổi mới như vậy. Nhiều bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc đó đã có tác dụng to lớn trong định hướng về phát triển kinh tế nhiều thành phần, đả phá cái cũ, biểu dương cái mới cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, trong kinh tế thị trường, thực hiện khoán ruộng theo nghị quyết số 10 năm 1988 trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Phạm Văn Thận, khi đó là Bí thư Huyện ủy Phú Yên, cho rằng nhiều bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trên báo Nhân dân trong các năm 1987-1989 đã như kim chỉ nam để soi đường cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Đảng ở địa phương. Nhất là những việc cần làm ngay thì chúng tôi đọc ở trên báo và theo dõi. Lúc ấy phải theo dõi hàng ngày ở trên báo và những ý kiến như thế nào để chỉ đạo. Thì nắm bắt cái tình hình ấy xong là tập thể thường trực huyện ủy chúng tôi đưa ra bàn là tập trung vào những việc cần làm ngay, lại làm những việc gì phải giải quyết, nhất là những cái chống tiêu cực, chống tham nhũng, thay đổi những cái việc cũ. Hưng Yên không chỉ tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người khởi xướng cho công cuộc đổi mới đất nước, mà còn là người đã góp phần đổi mới lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đó có báo chí. Từ năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đồng ý cho Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức giải báo chí Nguyễn Văn Linh mỗi năm một lần. Đây là cơ hội để các nhà báo ở Hưng Yên học tập và noi theo Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để có những tác phẩm báo chí chất lượng, tuyên truyền kịp thời, thực hiện hiệu quả chủ trương nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, xứng đáng là những nhà báo sinh ra trên quê hương Hưng Yên, văn hiến và cách mạng.